Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ tư 5 tháng 3 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Phúc Lộc Thọ tập cuối. 6 giờ phim hoạt hình phim bô. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 7 giờ 25 phút tạp chí quần vợt. 7 giờ 50 phút du lịch vòng quanh thế giới Dubai. 8 giờ 20 phút tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới. 8 giờ 45 phút tạp chí giáo dục. 9 giờ khoa học và đời sống trên những công trình xây dựng. 9 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Người mất ngủ tập 3 và 4. 11 giờ thế giới điện ảnh. 11 giờ 25 phút ca nhạc giai điệu quê hương. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Cảm ơn tình yêu tập 29 và 30. 13 giờ 45 phút sự kiện thể thao. 14 giờ câu lạc bộ thể thao. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Tri Phong tập 18. 15 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Phía trước là bầu trời tập 12. 16 giờ 10 phút phim tài liệu Trẻ mãi trong đời. 16 giờ 30 phút ẩm thực nước ngoài. 17 giờ chiếu phim phim truyện Singapore Phụ nữ thời hiện đại tập 8 và 9. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ nụ cười tuổi thơ. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình hội ngộ bất ngờ. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 63. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 30. 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.